Cổ động viên Sông Lam Nghệ An tẩy chay đội nhà, chạnh lòng vì phát biểu của Quế Ngọc Hải khi Sông Lam Nghệ An bị chính cổ động viên đội nhà tẩy chay. Phát biểu của Quế Ngọc Hải sau trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh càng khiến những người hâm mộ xứ Nghệ không vui. Bài đăng trên trang cá nhân Facebook của Quế Ngọc Hải sau trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trở thành chủ đề bàn tán trong các diễn đàn cổ động viên Sông Lam Nghệ An trên mạng xã hội. Trong hoàn cảnh đội bóng xứ Nghệ đang bị chính người hâm mộ tẩy chay, những lời nhắn nhủ của Quế Ngọc Hải giống như đổ thêm dầu vào lửa. Cảm ơn những cổ động viên chân chính đã luôn dành tình yêu thật lòng cho đội bóng dù ở thời điểm nào, đã đến sân cổ vũ cho đội ngày hôm nay. Quế Ngọc Hải viết trên trang cá nhân Facebook. Đáng chú ý, Quế Ngọc Hải viết hoa hai chữ chân chính, nhấn mạnh những cổ động viên ít ỏi đến sân cổ vũ. Chính bởi chi tiết này, lời cảm ơn của đội trưởng Sông Lam Nghệ An bị coi như động thái đáp trả, công kích ngược lại các cổ động viên xứ Nghệ. Trang Facebook chính thức của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sau đó cũng dẫn lại phát biểu của Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên, rất nhiều cổ động viên xứ Nghệ bình luận không đồng tình với quan điểm của trung vệ đội trưởng. Có nhiều ý kiến cho rằng Quế Ngọc Hải và đồng đội chưa nhận được thông điệp mà người hâm mộ gửi gắm thông qua hành động tẩy chay. Ở trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất, chỉ có khoảng vài chục cổ động viên đội khách có mặt trên khán đài. Điều này khác hẳn với thường lệ khi Sông Lam Nghệ An luôn nhận được sự cổ vũ của hàng trăm, hàng nghìn người hâm mộ kể cả khi thi đấu ở sân khách. Cũng trong tối qua, ngày 23 tháng 10, các nhóm cổ động viên Sông Lam Nghệ An ở khu vực phía Nam thay vì đến cổ vũ đội nhà đã quyết định di chuyển đến Bình Dương, tiếp lửa cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là hành động tẩy chay của cộng đồng người hâm mộ bóng đá Nghệ An sau chuỗi trận kém cỏi của đội nhà. Sông Lam Nghệ An chỉ giành được một chiến thắng trong 9 trận gần nhất. Trên các diễn đàn cổ động viên Nghệ An, rất nhiều ý kiến chỉ trích thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng thi đấu không hết mình khi đang có vị trí an toàn, cách xa nhóm xuống hàng. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An hãy khắc sâu vào tâm trí, ngày hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2022. Đó là ngày đầu tiên trong lịch sử hơn 43 năm qua của Sông Lam Nghệ An đã sân Thống Nhất mà người hâm mộ xứ Nghệ đã bỏ trống hai khán đài CD để phản đối thái độ thi đấu không thân thiện của cầu thủ nhà. Hôm nay, Sông Lam Nghệ An không thắng đội cuối bảng Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của các bạn. Người hâm mộ xứ Nghệ không cần phải thắng bằng mọi giá, chỉ cần các bạn chơi hết mình là được. Các bạn hãy nhớ kỹ ngày hôm nay, nếu các bạn không chơi bóng vì màu cờ sắc áo, chúng tôi sẽ không đến sân. Quản trị viên trang Sông Lam Nghệ An FC, hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An gửi lời nhắn đến đội nhà.